Xin chào mọi người và nhất là các người tuổi ngọ, các bác, các anh, các chị cũng như các bạn và các em tuổi ngọ. Đây là video clip mình làm về tử vi của tháng năm âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi đó. Đối với tất cả những người tuổi ngọ thì như mọi người cũng biết là tháng Canh Ngọ thì tất cả những người tuổi ngọ xét về mặt địa chi là gặp tháng tuổi. Người ta nói thì năm sinh tháng tuổi thì nó sẽ có sự rắc rối thường về cái việc gia đạo. Nhưng mà riêng là ngọ nào thì các cái tử vi hai cái con nào gặp nhau thì nó có nhiều cái sự xung khắc. Tuy nhiên là hai con ngựa mà gặp nhau thì nó cũng không quá có khó khăn đâu. Tháng tuổi của hai cái con ngựa, nếu mà tháng tuổi ngọ mà gặp ngọ, địa chi ngọ gặp ngọ vậy chứ nó cũng không có quá xung khắc ha. Ngựa sống cũng có thể là thành bầy đàn được. Thì đầu tiên hết đó, thì em xin nói về cái những người tuổi giáp ngọ sinh năm 1954. Thì người mà giáp ngọ đó thì là mệnh kim. Như vậy là xét về trụ mạng của cái tháng đó, là tân ngọ, canh ngọ là thổ. Như vậy là thổ sinh kim, là tương sinh với bổn mạng. Khi mà bổn mạng được tương sinh đó, thì các phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi. Với cái sao của cả năm là nam thủy diệu nữ mộc đức đó, thì rõ ràng là đây là một cái năm cũng tốt đẹp đối với nữ tuổi giáp ngọ. Thiên can là canh và giáp thì nó như thế này. Thiên can chữ canh nó khắc chữ giáp, gọi là thiên can bị tháng tương khắc. Thì những cái trụ thiên can á mà bị tương khắc á thì nó thường ảnh hưởng đến công việc và tài lộc. Cho nên là tháng năm đối với người tháng canh ngọ đối với người giáp ngọ là về mặt tài lộc và công việc là không được hanh thông vì bị thiên can tương khắc. Địa chi ngọ gặp ngọ là tháng tuổi. Như vậy đối với người giáp ngọ ha thì các anh nam sẽ khá là khó chịu vì cái sao thủy diệu gặp tháng bị thiên can bị tương khắc như vậy. Vậy thì rõ ràng là người giáp ngọ đối với cái tháng canh ngọ này á, tháng năm âm lịch á, thì chỉ có được mạng là tương sinh thôi, thì bổn mạng sức khỏe là một cái điều rất là ok, còn ngược lại công việc và gia đạo thì phải cần cẩn thận. Tiếp đến đó là người bính ngọ. Có thể nói là trong tất cả các người tuổi ngọ thì người bính ngọ đối với cái tháng năm âm lịch là xấu nhất. Vì lý do tại sao? Tại vì là các anh xét về trụ mạng thì các anh các chị là mạng thủy gặp là tháng thổ. Như vậy là thổ khắc thủy, là bản mệnh bị tháng tương khắc thì sức khỏe và bổn mạng dễ có vấn đề ha. Đề phòng tai nạn với cái tháng như này. Thiên can thì chữ bính thì hình chữ canh, chữ bính khắc chữ canh, như là thiên can thì là tương khắc tháng. Như vậy là mình khắc nó hay nó khắc mình đi nữa thì nó cũng có vấn đề là công việc và tài lộc ha. Địa chi ngọ gặp ngọ là người ta gọi là tự hại đó, thì cho nên là với người bính ngọ nè, mạng bị khắc, thiên can bị khắc, địa chi thì vào năm tháng tuổi, cho nên là người bính ngọ phải đề phòng nhiều điều đối với cái tháng năm âm lịch. Tháng này như đã nói thì tháng 5 và tháng 6 của cái năm Kỷ Hợi 2019 là hai tháng thổ vượng, mà hai tháng thổ vượng thì không tốt đẹp đối với người mệnh thủy. Các anh nam của cái người bính ngọ thì có sao chủ cả năm là mộc đức thì còn tốt đẹp đi, người ta nói mộc đức mặc sức mà ăn ha. Người mà mệnh thủy có sao mộc đức chiếu mạng là tốt về tài lộc, tốt về công việc. Tuy nhiên là tháng này khá kiên kỵ. Còn các chị có sao thủy diệu dễ có chuyện buồn phiền, mà bị bổ mạng tương khắc như vậy thì cái chuyện buồn phiền nó sẽ dễ phát sinh hơn, cho nên các chị nhớ cẩn thận. Rồi tiếp đến là những người mậu ngọ. Các em, các bạn mậu ngọ mà cùng tuổi với mình đây ha, thì là nam thì có bị sao văn hớn chiếu mạng, nữ thì bị sao la hầu, thì rõ ràng đây là hai cái sao cũng không tốt đẹp gì. Tại vì vân hớn là cái sao đem lại rối rắm, tranh chấp nặng ba. Còn la hầu thì nó cũng là một cái sao đem lại rối rắm, tranh chấp. Tuy nhiên là nam mạng gặp sao la hầu thì
khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng mà nữ mạng gặp sao La Hầu thì nhẹ nhàng hơn. À, sao này khoái nữ cho nên là nó nhẹ nhàng ha. Thét về trụ mạng thì mạng hỏa gặp tháng thổ là sinh xuất, hỏa sinh thổ mà, cho nên là bổn mạng sức khỏe cũng hơi yếu một chút xíu, cần cẩn thận. Thiên can chữ canh chữ mậu thì không xung không hợp, là thuộc trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc có thể nói là hanh thông, mọi điều không có gì trắc trở. Địa chi ngọ gặp ngọ, cẩn thận việc va chạm trong gia đạo ha. À, có những cái việc buồn phiền trong gia đạo gia đình của mình. À, với nam và nữ mạng thì với cái sao chủ là La Hầu và Vân Hớn thì cũng Vân Hớn và La Hầu thì cũng như nhau thôi. Đây là một cái năm cũng không mấy là ngon lành. Gặp cái tháng bị sinh xuất bổn mạng thì rồi tháng tuổi nữa, cho nên là cần cẩn thận vấn đề mà về bệnh nạn của mình nha các bạn màu ngọt. Rồi tiếp tục là các em canh ngọ. À, các em canh ngọ sinh năm 1990 thì các em canh ngọ thì nam có sao chủ của năm là Thủy Diệu mà nữ có sao chủ là Mộc Đức. À, như vậy thì nữ canh ngọ sẽ ok hơn. Tuy nhiên là tháng năm âm lịch là tháng canh ngọ luôn, cho nên là 60 tháng nó sẽ lặp lại một lần, thì mọi người phải để ý một chút xíu. Người ta gọi là năm sinh tháng tuổi là đây ha, dễ gặp những cái chiều xấu không có tốt đẹp, cho nên là cực kỳ cẩn thận nếu muốn không muốn cái chuyện xấu nó bị nặng nề. Rồi cuối cùng là các em nhâm ngọ sinh năm 2002 hoặc là các bác sinh năm 1942. À, thì với người nhâm ngọ thì nó như thế này. Xét về trụ mạng á, là người nhâm ngọ thì là thuộc mộc, như vậy là mộc khắc thổ, bổn mạng tương khắc tháng. À, sức khỏe cũng có vấn đề nhưng không quá lớn ha. Tiếp tục đó là về thiên can, chữ canh với chữ nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Xét về mặt đạp âm ngũ hành á, chữ canh nó thuộc kim, chữ nhâm á, thì nó thuộc thủy, như vậy là được tương sinh kim sinh thủy. Địa chi ngọ gặp ngọ, như vậy là các bác mà nữ mạng của cái người nhâm ngọ sinh năm 1942 với cái sao La Hầu gặp tháng tuổi, nếu như mà phát sinh bệnh trong tháng này thì rất là nguy hiểm ha, cho nên là nhớ cẩn thận ở trong tháng này, coi chừng là sẽ có trượt té ha, hay là ấy đi đứng. Thì nếu như mà mọi người ai có ba mẹ người lớn ở trong gia đình người sinh năm 1942 thì nhớ cẩn thận sức khỏe và bổn mạng cho mọi người. Nhớ kiểm tra sức khỏe hoặc là đi đứng thì phải có người nâng đỡ, chứ nếu không muốn xảy ra những cái chuyện bất trắc. Như vậy rõ ràng là cái tháng canh ngọ của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng năm âm lịch sắp tới, báo hiệu nhiều điều không mấy suôn sẻ, nhất là gia đạo đối với tất cả những người tuổi ngọ, trong đó người bính ngọ thì chịu nặng nề nhất. Tiếp đến là người giáp ngọ, người mậu ngọ canh, rồi tiếp đến mới tới canh ngọ rồi tới mậu ngọ. Canh ngọ là tháng tuổi luôn, thì tháng tuổi thì như nữa ha, cùng hàng canh. Tháng tuổi thì như đã nói nó sẽ lặp lại trong 60 tháng, lặp lại một lần thì nó sẽ có những cái mặt khó khăn riêng của nó. Như vậy thì cần cẩn thận, người nhâm ngọ thì nữ sẽ nặng hơn nam. Hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của mình về cái tháng canh ngọ đối với các bác, các anh, các chị, các bạn và các em tuổi canh ngọ, tuổi ngọ, sẽ được ứng dụng một cách tốt nhất để mà vượt qua cái tháng tuổi của năm Kỷ Hợi 2019 một cách nhẹ nhàng. Đặc biệt là các anh chị tuổi bính ngọ, một trong những cái tuổi mà năm nay cũng khá là êm ả từ đầu năm đến bây giờ, bắt đầu vào hai cái tháng này thì nó hơi có nhiều khó khăn, các anh các chị cần cẩn thận. Rất vui vì mọi người đã ủng hộ và chú ý đón xem cái video về tử vi tuổi ngọ đối với tháng năm âm lịch năm Kỷ Hợi 2019. Nếu như mọi người xem thấy hay, xin bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi ngọ khác biết mà ứng dụng vào cuộc sống.
Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi phong thủy, có thể là về tuổi của mình hoặc là tuổi của người thân bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video về tử vi tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.